Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng. Những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng có số cá tính và tính cách như sau. Họ sống lạc quan, hòa nhã, tự do tự tại, lương thiện và có thể dễ tha thứ cho người khác. Có tính lực dồi dào, lanh lợi, hoạt bát và thích ứng nhanh chóng với mọi hoàn cảnh. Và để có thể hiểu rõ hơn với bản mệnh tuổi này thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Gia chủ nữ mạng Quý Mão sinh năm 1963, có cung mệnh thuộc cung ly, mạng kim bạch kim, vàng trắng, xương con mèo, tướng tinh con hươu, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi trọn đời Quý Mão sinh năm 1963 thông qua bài thơ sau. Quý Mão, mạng kim cung ly là vàng tây trắng đặng thì giàu sang. Nếu sinh thuận số mùa thu như là nước chảy bon bon chẳng ngừng, mùa hạ nóng bức chẳng hay như cây mọc ở đầu làng gió bay. Gái mà sinh đặng số này, hiền lành giàu kẻ, sang giàu lắm thay. Ăn nói ngọt dịu mỏng mềm, ít ai ghen ghét kẻ trên thương mình. Bụng người cũng có tánh linh, nghi ai thì có thiện tình chẳng sai. Số này cũng lắm nghề hay, tánh tình ngay thẳng chẳng ưa làm phiền. Tổng quan, Quý Mão nữ mạng, cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, công danh sự nghiệp rộng mở sáng lạn, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào. Cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải phiền muộn bất kỳ điều gì. Theo tử vi trọn đời, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 đến 89 tuổi, nếu sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích phúc tích đức tự khắc sẽ được gia tăng niên kỷ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được thọ trường an khang, Phong Thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Quý Mão sinh năm 1963 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh. Mọi việc được hanh thông giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bên trên và vòng trong cùng là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các vị chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy được công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang nạp chú chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của Quý Mão nữ mạng được phân chia thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 1, tháng 7 âm lịch sẽ trải qua nhiều lần thay đổi trong chuyện tình duyên, có thể đến lần 3 mới chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Những người sinh vào các tháng 2, 5, 6, 9, 10 và 11 âm lịch thì chuyện tình duyên phải thay đổi ít nhất là 2 lần mới tìm được bến bờ hạnh phúc. Những nữ mạng Quý Mão sinh vào các tháng 3, 4, 8 và 12 âm lịch là những người may mắn, không phải trải qua sự thay đổi nào trong tình duyên. Những người này sẽ kết hôn và sống trọn đời với ý trung nhân duy nhất của cuộc đời mình trong hạnh phúc viên mãn. Gia đạo công danh, gia đạo êm ấm, yên vui, hạnh phúc trọn đời, công danh rộng mở, gặp nhiều thuận lợi vào tiền vận và trung vận. Sự nghiệp được may mắn và vẹn toàn, vào năm 34 tuổi, được hưởng phúc phần về tài lộc nên cuộc sống luôn dư dả, đầy đủ, không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Tuổi hợp làm ăn, Quý Mão nữ mạng nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc để hợp tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, đó là các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Đinh Mùi. Lựa chọn vợ chồng, muốn có cuộc sống hôn nhân viên mãn đủ đầy, không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc thì Quý Mão nữ mạng nên kết duyên với những tuổi hợp về đường tình duyên và tài lộc, đó là Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi và Tân Sửu. Kết hôn với những tuổi này thì cuộc sống sẽ gặp nhiều điều may mắn, tiền tài danh vọng đều được như ý nguyện của hai người. Nếu như Quý Mão nữ mạng kết duyên với các tuổi chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về tài lộc như Giáp Thìn, Bính Ngọ và Canh Tuất thì cuộc sống được tạo dựng chỉ dừng ở mức vừa đủ chi tiêu, đối với chuyện tiền bạc nhưng tình cảm vợ chồng vẫn bền chặt, nồng ấm. Còn nếu kết hôn với các nam mạng tuổi Mậu Thân, Nhâm Dần, Bính Thân, cuộc đời bạn sẽ phải sống trong túng thiếu và mâu thuẫn vì ba tuổi này không hợp với nữ mạng Quý Mão cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Ở những năm xung khắc trong chuyện tình duyên 18, 23, 24, 30, 35, 36 và 42 tuổi, Quý Mão nữ mạng nên tránh tiến tới hôn nhân, cả vợ chồng dễ xa cách chia lìa. Những nữ mạng Quý Mão sinh vào các tháng 1, 2, 10 và 11 âm lịch sẽ gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện lập gia đình. Tuổi Đại Kỷ, Nhâm Tý và Canh Tý là hai tuổi xung khắc với tuổi Quý Mão nữ mạng. Nếu kết hôn hay kết hợp chung trong công việc chỉ đem đến thất bại, thua lỗ hay dang dở trong hôn nhân. Gặp tuổi Đại Kỷ phải hết sức thận trọng trong mọi việc và đặc biệt phải giản dị hết mức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm Đại Kỷ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thế không nên tổ chức đám cưới hỏi rầm rộ linh đình. Chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may được chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình là tuổi Đại Kỷ thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ và tránh được tai ương. Quan trọng nhất là phải ăn ở thiện lương, tích nhiều phúc đức thì mọi tai họa đều có thể được hóa giải. Năm khó khăn nhất, năm 24, 27 và 31 tuổi là những năm xung khắc nhất trong cuộc đời Quý Mão nữ mạng. Có nhiều gian truân, trở ngại nhất sẽ xảy đến với bạn vào những năm này. Mọi chuyện đều phải hết sức cẩn thận, đề phòng tai ương hay đau bệnh hoặc hao tiền tốn của. Bạn nên an phận thủ thường, bằng lòng với những gì mình có, không nên tham vọng cá nhân mà chuốc lấy tai họa cho bản thân và gia đình. Hơn nữa, vào năm 59 tuổi, tức 60 tuổi Mụ, bản mệnh cũng nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, kẻo gây khẩu thiệt thị phi do hung tinh la hầu tác động. Chưa kể người bị sau này trú mệnh còn dễ hao tán tiền của, đa sầu đa cảm, rước bệnh vào người. Lời khuyên cho quý bản mệnh đó là nên tu tâm dưỡng tính, tránh khinh suất cho một điều nhịn 9 điều lành. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có 3 con giáp thuộc tam hợp, sẽ giúp cho mối quan hệ hòa hợp, giúp hóa giải thị phi, chiêu đón quý nhân tương trợ. Quý gia chủ có thể tham khảo vòng tam hợp quý thần, bộ tuổi Hợi Mão Mùi. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mãn não màu đỏ, khắc hình 3 linh vật Hợi Mão Mùi, mang năng lượng hội tụ, hội thân, trợ lực hiệu quả cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long Hợi Mão Mùi cũng cần phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng để có thể phát huy công năng tối đa, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, nữ mạng Quý Mão nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Xuất hành vào thời điểm hoàng đạo này sẽ vô cùng quan trọng, suôn sẻ, thu được nhiều thành công và tiền tài, mưu sự ắt thành, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, mọi chuyện không được thuận lợi vào năm bạn 20 tuổi, có nhiều phiền muộn trong chuyện tình cảm, cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Sang năm 21 đến năm 22 tuổi, công danh được rộng mở nhưng tài vận có phần giảm sút. Năm 23 tuổi và 24 tuổi, tài lộc và chuyện tình cảm có chiều hướng đi lên. Đến năm 25 tuổi, cần tránh xuất hành đi làm ăn hay du lịch xa và giao thương về tài chính sẽ tránh được những rủi ro đáng tiếc. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, có nhiều triển vọng để tạo dựng được cuộc sống đầy tươi sáng trong con đường tài vận và tình cảm. Nếu tỉnh táo và nhận thức đúng đắn, bạn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, nhiều chuyện hay đẹp sẽ đến với bạn vào những năm này. Tình cảm ngày càng đi lên, tài vận dồi dào, công việc sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi, thu được nhiều thành quả, gia đạo yên ấm thuận hòa. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, bạn có vận hạn vào những năm này. Nếu không sáng suốt, cơ nghiệp gây dựng từ trước tới giờ sẽ tan tành mây khói. Cần tránh hùn hạp, thực hiện những dự định lớn hay giao thương tài chính với những người có tuổi Đại Kỷ hay những kẻ xấu. Mọi việc phải hết sức cẩn thận vào khoảng thời gian này. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, cuộc đời Quý Mão nữ mạng có nhiều thăng trầm vào giai đoạn này. Tài lộc suy yếu, nhiều chuyện không vui xảy đến trong cuộc sống và hết sức cẩn trọng trong quản lý chi tiêu tài chính. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, mọi chuyện đều bình ổn vào những năm này, công việc ở mức khá, không có biến cố nào lớn hay quan trọng xảy đến trong cuộc đời nữ mạng Quý Mão. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, có nhiều hay đẹp trong con đường tài vận và chuyện tình cảm vào khoảng thời gian này. Quý Mão nữ mạng có thể có lộc bất ngờ về tiền bạc, tài chính. Thưa quý vị, tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tiên đoán cũng như dự liệu trước được tương lai, sự nghiệp của mình và có thể có được những suy đoán dựa trên tử vi, không chính xác tuyệt đối với tất cả mọi người. Nhưng mà chúng ta không thể nào phủ nhận được tính tương đồng của tất cả chúng là rất đúng. Vì vậy mong rằng quý vị gia chủ chúng ta hãy đón xem ở nội dung mà chúng tôi chia sẻ một cách hoan hỉ và cùng đó là có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc, vạn sự như ý.